Chào các bạn, mình hướng dẫn sử dụng máy đánh trứng nhào bột H70 bản nâng cấp. Đây là nút vặn tốc độ. Các bạn thì có thể điều chỉnh tốc độ mong muốn. Nút này để chúng ta mở cái cổ máy lên. Và các bạn tháo phới ra thì các bạn có thể tháo phới thay thế các loại phới mình mong muốn. Ấn lên một lực nhẹ và chúng ta xoay và chúng ta có thể tháo được cái phới này ra. Và tương tự với việc lắp vào cũng như vậy, các bạn ấn lên một lực, sau đó là chúng ta gài vào máy và xoay một vòng là phới đã được lắp ráp vào. Mình sẽ hướng dẫn đến công năng hẹn giờ. Các bạn muốn hẹn giờ làm việc cho máy thì chúng ta sẽ ấn nhẹ vào đấy và chúng ta điều chỉnh tăng giảm thời gian. Sau đó là máy sẽ đếm ngược về đến không là máy sẽ nghỉ. Và các cái hiển thị cái chức năng này thì khi mà chúng ta vặn tốc độ, chúng ta muốn dừng máy để kiểm tra, chúng ta dí vào đây, và chúng ta muốn máy hoạt động tiếp, chúng ta dí tiếp, máy sẽ hoạt động tiếp. Tăng giảm tốc độ, quan tâm xin liên hệ số 0962757091. Xin cảm ơn. Với đang vận hành thì chúng ta đánh trứng đánh kem. Với này thì các bạn đánh sốt, đánh trà bông. Và với này các bạn dùng đánh bột. Khi mà đánh bột thì các bạn chú ý là không được dùng tốc độ quá cao. Dùng tốc độ khoảng 5 là ok. Còn khi các bạn đánh trứng, đánh kem thì dùng với này thì các bạn có thể dùng tốc độ tối đa được.